rầm rộ video mẹ chồng vạch tội triệu Lê Dịn không sinh con không chăm sóc gia đình đòi cặp đôi ly hôn hiện tại clip với nội dung liên quan tới triệu lệ Dịn và mẹ chồng đã gỡ gần tới 100.000 lượt xem cuộc hôn nhân tốn nhiều giấy mực của triệu Lê Dịn và phùng thiệu phong cho tới tận bây giờ vẫn khiến người hâm mộ phải sốt sình sịch với loạt tình tiết mới trong quy quy đưa tin mới đây trên mạng xứ trung chia sẻ một đoạn video kèm nội dung tiết mẹ phùng thiệu phong lên tiếng chỉ trích triệu Lê dĩnh không chịu sinh con thứ hai cũng không chăm lo nhà cửa, ủng hộ con trai ly hôn và tái hôn. Theo thông tin, clip này đã thu hút được 97.000 lượt view và trở thành chủ đề hot trên Weibo sau khi bài viết này được chia sẻ. Netizen xứ Trung nảy ra tranh cãi lớn về việc lý do đằng sau khiến cho cặp Diễn Phong chia tay. Vậy nhưng Trang Quy Quy đã lên tiếng đình chính và khẳng định lại rằng thực chất đây là khung hình Phùng Thiểu Phong dẫn mẹ tham gia một show truyền hình thực tế. Anh có bộc bạch về mối quan hệ giữa hai mẹ con. Đang chú ý thời điểm này, Phùng Thiệu Phong vẫn chưa quen biết Triều Lê Dĩnh. Chính vì vậy, tin đồn trên mạng hoàn toàn sai sự thực là do có người cố ý gắt ghép, lồng tin tức thất thiệt để cô view. Ngoài ra, Trang Quy Quy cũng đã đợt lại một bài phỏng vấn cũ của Triều Lê Dĩnh. Khi được hỏi liệu có sinh con thứ hai hay không, câu trả lời của nữ diễn viên họ Triệu lúc đó chính là Mọi thứ đều tùy thuộc vào anh ấy. Điều này cho thấy việc sinh con thứ hai không phải là vấn đề trong hôn nhân của hai người, mà là nguyên do khác. Trên thực tế, vẫn có rất nhiều người hâm mộ mong mỏi cả hai nghệ sĩ có tuyên bố hoặc những động thái gắt hơn nữa để dập tắt mọi tin đồn. Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh cũng gây chú ý khi cố tình đeo một chiếc nhẫn kim cương ở ngón trỏ với ý nghĩa giờ đây cô đã là độc thân quý tộc, hoàn toàn tự do, không còn liên quan đến người cũ. Hành động này cho thấy mỹ nhân họ Triệu đang cố gắng thoát khỏi cái bóng quá lớn từ vụ ly hôn này.